cho nên nói nữa kìa, để anh làm bình luận viên. Bình luận viên mới coi được cho hai bên. Vậy cho, để mỗi đi gần cho vui, hai mày đi chung ấy. Vậy tự bi em vẫn nhau mà giải quyết nha. À, đây là đội đội vô địch của cái giải đấu mà thuộc về Buôn Ma Thuột á, thì đánh show mát với lại team BM. Tại biết sao không, nếu mà tôi đánh á là mấy ông chỉ thấy được màn hình tôi là đâu có đã, phải để tôi xì bát á mấy ông mới thấy được màn hình hai bên luôn, đúng không? Mình mới nhìn được, như mấy ông thích là nhìn Achi là tôi zoom vô Achi, đúng không? Thích nhìn vô tích zoom vô tích, thích nhìn vô KTV zoom vô KTV, đó kiểu vậy đó. Tôi đề nghị hai team đánh với tinh thần cống hiến. Tôi đề nghị hai team, hai đội thi đấu gì, thi đấu với tinh thần học hỏi vui vẻ và cống hiến. Bắt đi dạm dân cho bạn cái đi vậy, tự nhiên ai cho em vô, đi vô đi vô thề anh nói là đừng đừng. Giờ muốn làm gấu ngào không hả? Biết gấu ngào, gấu ngà nó ngủ một lần ở năm trời á, biết không? Đúng, đi luôn năm luôn á. Dạ muốn gì chầu không? Ê ê ê, ok, chào mừng các bạn đến với trận đấu show match giao hữu giữa team Boba Marine và team AKG Gaming. Đây là đội đã vô địch ở giải đấu thuộc về bên phía tỉnh Buôn Ma Thuột. Và ngày hôm nay thì hiện tại có 3 thành viên của team Boba Marine đang hiện có mặt tại Netsky trên Buôn Ma Thuột, đó là QTV Optimus và Chi. Thì do là đánh giao hữu show match thì bọn mình sẽ có thêm hai thành viên nữa tham gia ở ngay MOBA, đầu cầu MOBA, đó chính là Tích và Ken. Còn mình sẽ đại diện đứng ở dưới làm khán giả để có thể quan sát được trận đấu thì bình luận nó sẽ tốt hơn. Còn nếu như mà mình vào bầu đánh á thì các bạn chỉ được xem màn hình của mình thôi, thì mình nghĩ vậy nó sẽ không hay, nên mình sẽ đứng ở vị trí khán giả và nhận xét về hai phía, thì mọi người sẽ có thể dễ dàng để quan sát hơn tất cả những thành viên của hai đội sẽ thi đấu như thế nào. Chúc mỗi lần mũi chết giữ chết cha mũi. Bình luận viên đã chuẩn bị xong. Triển khai. Làm phát sale yeah. Ok, hãy các bạn hiện đang có mặt ở Netsky, hãy cho tôi thấy các cánh tay của các bạn đi nào. Say oh yeah. Say oh yeah đi các bạn ơi. Các bạn hiện đang có mặt ở Netsky đang nhìn vào phòng thi đấu của Achi KTV và Optimus cùng với các bạn AK Gaming. Hãy đưa cánh tay các bạn lên đi nào, sôi động lên. Team tôi là đánh không có nghe mic nói chuyện đâu, mấy ông sẽ nghe toàn là những cái lời không hay, những lời không đẹp. Và không biết là với một cái trận đấu mang tinh thần giao hữu như thế này thì hai đội sẽ cắm chọn như thế nào đây. Không biết luôn. Mà tình hình có vẻ là anh Optimus anh ta không cắm gì cả. Anh ta là cắm Aatrox, đó là một vị tướng rất mạnh. Có 3 vị tướng rất mạnh mà có thể các bạn không biết đâu.
mà chỉ có đội Mobile Green biết thôi, đó là ba vị tướng. Rồi luôn nó ban sai, bình thường á là phải là Achok, Lít Răng và Raven. Đây là ba vị tướng rất mạnh mà lúc nào vô trên team tụi tôi cũng phải cấm. Tại vì sao nó mạnh? Tại vì xét theo cái thứ tự của vị các bảng tướng đây, mấy ông nhìn nè. Thứ nhất là dòng 1 đúng không? Hàng 1 của dòng 2, hàng của dòng 3 đúng không? Mình cấm ba con này là dễ nhất. Nên khi vào trên team là phải cấm ba này, auto. Team Boba Marine mà khi luyện tập là cứ cấm ba này thôi. Tại vì nó rất mạnh. Rồi bên phía bên kia thì ban ba chữ F. Đó là Fiora, Fiotic và Fit. First pick. Ôi nó đừng chơi con này, đừng bắt con này. Con này nó mang tính là mang tính chất nghiêm túc quá. Hãy để cho KTV chơi những cái vị tướng mà được múa đi. Tất là chat đi tích, hãy để KTV chơi những con tướng mà được múa lửa chứ đừng có chơi cái con cục xúc này rồi luôn. Lóc luôn. Không kịp thay đổi luôn. Trận đấu mà gọi là thiên về tính chất giao hữu như thế này thì đáng lẽ mình phải chơi những vị tướng nó mang tính chất đu dây, diễn xiết, bay lượn. Nhất là với cái người chơi mà gọi là lão luyện và già dặn như là QTV thì anh ta cần phải chơi những con mà nó ảo diệu không? Fiora thì bị ban rồi, anh ta có thể chơi Lee Sin đi top, Irelia, những vị tướng mà có thể lướt. Nhưng không, cuối cùng anh ta đã chọn đó là Tam Kẹt. Có vẻ anh ta rất nghiêm túc, anh ta xem trận đấu này như là một trận đấu mang tính chất đánh giải. Anh ta đã chọn First Pick Tam Kẹt. Còn bên phía bên kia thì sao? Đó là Nautilus và Evelyn. Nautilus thì mình còn có thể hiểu được, mà bích về Evelyn thì mình nghĩ là chắc là do họ chơi Evelyn là một vị tướng tủ của họ, hoặc là họ chơi rất hay. Tại vì hiện tại các vị trí đi rừng mà gọi là hot ở phiên bản này thì vẫn còn rất là nhiều, đó là Dr. Mundo nè, Elise nè, Kairet nè, rồi cả Rek'Sai nữa. Đều là những vị tướng đi rừng ở phiên bản này rất là mạnh. Mà không, anh ta đã chọn Evelyn. Rồi bên đây Achi anh ta thể đánh AD chăng? Được, có phải Achi đánh AD không? Anh ta đã để cho mình đó là Sivir. Có khi nào đang đánh giả anh chữ thề không? Không, bọn mình rất là gì? Đúng rồi các bạn à. Dường như KTV đã nghe được những cái lời tâm sự thật lòng của tôi. Anh ta đã biết được mình nên sử dụng những vị tướng mang tính chất múa lửa, bay lượn, đu dây. Anh ta bích Lee Sin và anh ta chọn trừng phạt lô. Ô không, anh ta đã chuyển lại thành dịch chuyển rồi. Vừa rồi tôi cứ gọi là đứng tim, không biết là KTV mà đem Lee Sin vào rừng thì anh ta sẽ là động vật ăn cỏ hay ăn thịt đây. Nhưng không, anh ta đã chuyển lại dịch chuyển rồi. Chắc là chỉ nhầm rồi. Bên kia Varus này chắc là chơi ở đường giữa và Tam Ken này chắc là hỗ trợ chăng, cũng chưa biết được, có thể là đang bích như thế này thôi. Rồi sau đó thì các đồng đội của tôi sẽ lại swap lại với nhau thôi. Keon, người chơi này là cực kỳ nổi tiếng luôn. Người chơi này là tôi nói là gặp hoài luôn, gặp nhiều luôn. Bạn của Ken, bạn của BM Ken. đánh cực kỳ thăng hoa. Nhưng mà tại sao anh ta lại không đánh Kalista? Kalista mới là vị tướng tủ của anh ta cơ. Anh ta chính là nhân tố bí ẩn mà vài tháng trước chúng tôi đánh răng là gặp. Và Rai. Rồi bên này. Thôi, chơi con gì anh nói là phải bay lượn tích, phải bay lượn. Bay lượn. Đây để anh tìm em một con bay lượn. Ảo diệu không? Đó. Nelly hoặc là Ray, đánh Ray đi, mình làm cái vụ nổ vũ trụ. Biết chơi Ray không? Ô Victor chăng? Ê mất, ê lộn mà Ken, bây giờ em bích được cho team mất đúng không? Vậy em bích cho nó còn gì gớm gớm á, cho nó chơi, bắt nó chơi cho anh. Ok, rồi chúng ta mặc dù vậy chúng ta vẫn phải chơi viên nghiêm túc đúng không? Vậy thì đó sẽ là Nidalee và Victor. Nidalee dành cho tích ở vị trí đi rừng. Victor đường giữa, Lee Sin đường trên.
Tam Ken và Varus ở vị trí đường dưới. Bên đây thì mình nghĩ là Nautilus sẽ đi hỗ trợ chăng. Chung là rất có nhiều điểm gợi mở dành cho bên phía AK Gaming. Tại vì họ có thể đi được rất là nhiều đường. Hiện Nautilus sẽ đi đường trên, Rai đi đường giữa hoặc đường trên. Nautilus thì đường trên hoặc hỗ trợ. Evelyn thì đi rừng. Và với cái lựa chọn họ đang chọn Jack thì chắc là Jack sẽ đi đường trên, Rai đường giữa. À, AK Gaming là, xin nhắc lại, AK Gaming là đội vừa vô địch cái giải ở Buôn Mê Thuột nên họ sẽ đại diện cho gọi là bên phía Next Sky ở bên Buôn Mê Thuột sẽ đánh giao hữu với lại team Boom Green. Và chúng ta chắc là phải chờ đợi 3 phút rồi. Trong cái 3 phút đó thì mình sẽ coi sơ qua về các ngọc bổ trợ đi. Đây là ngọc bổ trợ của Optimus. Các bạn sẽ thấy được một điểm rất đặc biệt, anh ta để tên là ADAS, có nghĩa là Attack Damage và Attack Speed, có nghĩa là sát thương vật lý và tốc độ đánh. Nhưng trong cái bản ngọc của anh ta lại là sức mạnh thể thuật, giảm thời gian hồi chiều, máu, xin phép phép. Anh ta để ngọc giống như là cho những người muốn tham khảo về bản ngọc của anh ta vậy. Chúng ta phải đợi thêm 3 phút. Tôi biết là các ông trận này bảo đảm sẽ cực kỳ thích. Tôi bấm lên vị trí đường trên để coi Lee Sin đúng không? Đúng không? Muốn coi Lee Sin ảo diệu như thế nào đúng không? Nếu muốn như vậy thì trong lúc còn 2 phút 30 giây nữa chờ đợi, hãy F5 một cái đi nè. Đúng. Mấy ông mở một tab mới như thế này là tôi chỉ luôn. Đó. Copy cái lên, mẹ mở qua đây, enter, xem một cái quảng cáo rồi tắt đi. Đó. Thì chúng ta sẽ trong thời gian chờ đợi thôi. Chỉ cần mấy ông mà làm như vậy đi là tôi bảo đảm là trận này tôi chiếu hoài trên top luôn á. Chỉ bị khi nào mà bên kia có đánh nhau giết người lắm đó tôi mới chiếu chỗ khác, còn lại tôi chiếu trên top không luôn. Bên đây à, là anh ta đi với Jack đúng không? Để tôi coi Jack sẽ lấy bạn ngọc thế nào. Rồi anh ta lấy 15 sát thương vật lý. Jack thì mình nghĩ là nên lấy một tí tốc độ đánh sẽ tốt hơn, nhưng mà không sao, đó là lựa chọn của Diego bên phía AK Gaming. Quyền năng bất diệt, chính xác, phải lấy quyền năng bất diệt. Đây là gần như là cái điểm gọi là mấu chốt ở đường trên rồi. Tại vì đường trên họ trao đổi chiêu thức với nhau rất là nhiều, nhất là những đánh thường. Nó sẽ hồi lại cho mình một cái lượng máu khá khá. Achi Varus liệu anh ta có lấy ngọc giảm thời gian hồi chiêu không? Không, anh ta lấy đó là sát thương vật lý và tốc độ đánh. Bản bổ trợ thì là ý chí thần sấm. Bên đây thì Rai mít. Adriel của anh ta lấy tới 17% tốc độ đánh, hơi nhiều so với vị trí gọi là Adriel. Tại vì cơ bản thì tôi nghĩ là Adriel cũng chỉ trưởng chiêu quy của mình phát bắn thần bí là chính, chứ không có đánh chay rất là nhiều thì lấy hơi bị phí, và có 2 viên hồi năng lượng. Hai viên đúng không? Đây một viên, đúng, tôi đã đánh đúng, đó là 2 viên hồi năng lượng ở bản xanh. Còn phía Rai thì sao? Nhưng mà mình nghĩ là cặp đối đầu ở đường trên thì cũng không, cái E của Lee Sin bây giờ đã không còn cái giảm tốc độ đánh nữa nên cũng không có thua thiệt gì dành cho Jack lắm. Chứ hồi trước thì Jack rất là sợ Lee Sin ở đường trên, tại vì đập E một cái thì có thể giảm tốc bích, giảm cái tốc độ đánh á. Và bây giờ chiến đấu bắt đầu. Trước khi chiến đấu bắt đầu, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn đi nào, giơ lên nào. Say oh yeah. Trận đấu bắt đầu. Thật gay cứng.
Mình sẽ tạm thời tắt quảng cáo đi nha, để mọi người có thể theo dõi trận đấu được rõ ràng hơn. Tôi là tất cả là vì trận đấu rồi luôn. Ok, để xem hai bên nhập cục như thế nào đây. Chứ tôi thấy là về mặt skin thì bên này hai bên có vẻ cũng rất nhiều skin. Bên đây thì Tích đã nâng cho mình nó là cái đặt 7 rồi. 7 thì chắc là anh ta sẽ ăn golem. Ta sẽ rải đầy 7 ở những cái bãi rừng của mình là ăn golem. Thì tốc độ mà clear rip rừng rất là nhanh đối với Nelly. Jack thì vẫn đang đắn đo không biết nên mua đồ như thế nào. Cuối cùng anh ta đã mua đó là kiếm Doran. Con mắt được cắm ở đây. Mắt thì của Rai. KTV thì hiện đang canh me rồi, liệu đối thủ có ra đây không thì anh ta sẽ bật co tới chết luôn. Đây là bản tính của anh ta, rất hóng chiến. Và con mắt ở đây thì được cắm bởi Tam Ken. Đó, giao tranh liền, đập nhau nè. Ồ thì ra chỉ là cùng nhau mọi người đánh một hit thôi, không có vấn đề gì xảy ra cả. Evelyn thì chắc là ăn bùa xanh trước luôn, thẳng mặt bùa xanh luôn, không phải ăn cóc như bình thường như những người đi rừng khác. Cũng đúng, ăn như vậy thì sẽ đỡ mất máu hơn và sẽ ăn được theo kiểu như là mình ăn sói hoặc là qua ăn thẳng bảy chim biến dị, sau đó ăn muôn bùa đỏ thì sẽ được level 3 và sau đó sẽ đảo đi gan. Evelyn thì lợi thế đi gan đầu sẽ rất là lợi tại vì đối phương chưa có tiền để mà cắm mắt tím. Ok, chúng ta hãy cùng nhìn lên đường trên đi nào, để xem hai đối thủ này sẽ đối đầu với nhau như thế nào. Vừa rồi Jack lao lên chào đấu chiêu thức và đó là chào đấu thức lời dành cho Jack. Anh ta rất hay khi anh ta đã canh được cái quyền năng bất diệt của mình đã hiện lên, anh ta quyết định là quy lên và đánh vào hít vào và tiếp tục trao đổi thì vẫn là lời dành cho phía Jack. Hiện tại anh ta đã làm cho KTV phải tốn đi bình máu của mình và KTV vẫn là đô răng kiếm nên đang có phần thua thiệt. Lại lao lên trao đổi chiêu thức. Vừa rồi là ở đường giữa là có một pha tốc biến lên găng của Rai và Evelyn nhưng mà không thành công tại vì mới level 2 thôi, không đủ lượng sát thương gây ra. Đó là pha tốc biến đổi tốc biến. Ok, trong thời gian chờ đợi tôi sẽ thớp là xếp lại cái vị trí này cho mọi người dễ theo dõi đúng không? Đó. Đường trên hiện tại bên phía Jack đang lợi rất là nhiều khi anh ta tận dụng triệt để được cái quyền năng bất diệt của mình rất hay. Và một pha găng của Tích nhưng mà không thành công vì đã ném hụt rồi và anh ta đang bị chói. Evelyn đang phía sau. Nhưng mà Rai đã hết mana rồi, không đủ mana để có thể combo được. Ở đường dưới thì hả? Lính đang đẩy lên rất cao bên phía Boba Marine. Đẩy rất cao. Tại vì biết được chắc là Evelyn sẽ không xuống nên bên họ đẩy rất là khổ báo rất cao lên. Ở đường trên thì sau một hồi lầy lội, QTV dừng gọi là lấy lợi thế nếu mà anh ta farm được hết cái đống lính này thì sẽ hơn được CS của Jack nhưng mà có vẻ là phải mất rồi. Anh ta vừa mất một con. Thêm một con nữa. Vậy là chỉ số CS của hai bên đều bằng nhau. Mà hiện tại thì máu của KTV thì có vẻ là lại hơn rất là nhiều. Cái này là trái ngược hoàn toàn của phong cách của KTV. Bình thường anh ta sẽ mát E trước nhưng không, trận này anh ta quyết định mát sóng âm. Trao đổi chiêu thức. Với cái việc đánh như thế này thì càng ngày bên phía Lee Sin càng lợi hơn rồi. Tại vì anh ta có thể cấu máu đối phương bằng cái chiêu địa chấn của mình rất là dễ dàng. Đó, một pha lao trúng và chắc chắn sẽ là chiến công đầu rồi. Chiến công đầu dành cho Tích rất hay. KTV vừa rồi thì đứng ở đây thôi, tại vì biết Tích sẽ đủ được cái lượng sát thương để dứt điểm được Jack. Anh ta chỉ đứng, anh ta tăng trụ dùng Tích 2 hit, sau đó để cho Tích dứt điểm. Chiến công đầu dành cho Boba Marine. Tranh thủ cướp luôn cái bãi golem này rất hay. Cái đó là cái các bạn cũng nên phát huy. Ồ, Optimus đã bị rời trận rồi.
có vấn đề xảy ra chăng? Trận đấu tạm dừng. Trận đấu rất rất gọi là mang hướng rất nghiêm túc, hai bên đều đánh nhau rất hay. Thì thôi để mình tắt chat luôn. Giờ ngừng ấy người mà chat thì cũng sẽ gì hơn đúng không? Sẽ lắc thôi. Mọi người thông cảm nha, mình sẽ tắt chat một tí. Từ nhiều bạn nhiều quá nó sẽ bị nghẽn mạch làm cho coi không được thì cũng không không hay. Nên hiện tại mình nghĩ là mình nên tắt chat một tí. Trở lại với trận đấu. QTV vừa về thì người ta lên cho mình đó là Ngọc Lục Bảo và Cúc Chim, thì đây sẽ là lên Rìu Tia Mát rồi, chắn rồi. Bên phía Giác thì do bị chết nên cũng không có được nhiều trang bị lắm. Lao luôn. Khá ảo diệu, anh ta vừa có một pha múa lửa cũng khá ghê. Sóng âm vào và đợi Giác bật cái chiêu E của mình lên rồi lướt ra, nhưng mà bây giờ Evelyn đang lên. Liệu Lee Sin có chết không? Anh ta cố gắng để giết được Giác nhưng mà không được rồi. Không đủ máu. Vừa rồi là một pha QTV biết là mình chết chắc nên quyết định là chơi cố gắng để mà cướp được mạng của Giác luôn, rồi trước đó rồi mới chết. Tại vì Evelyn đã đi lên từ phía bên này. QTV thì vừa mới xài cái W của mình ở đây nè, W vào lính á thì cooldown rất là lâu nên chỉ có giờ có tốc biến thì cũng chết, nên tao quyết định là chơi tới luôn mà thiếu một tí may mắn. Ở đường dưới thì với cái việc Ezreal thì sẽ không thể nào đẩy lane được, nên Archie đang chơi cái lối đánh là liên tục ép vào trụ đối phương mà để căng cấu máu từ xa Ezreal bằng cái chiêu Q của mình, mà càng ngày thì càng có lợi về CS hơn. Vừa rồi là một pha rất hay, né được cái mỏ neo của Nautilus và có vẻ là hình như là phát hiện được là Evelyn rồi ngay cái lúc này. Ra định dòng xuống nhưng mà cũng chả có nguy hiểm gì hết, bởi Optimus đã binh rồi. Đã xong âm chúng lao vào không, chắc sẽ không lao vào tại vì không còn chiêu E nữa. Phóng lao chúng và quá tiếc, không sao, Archie đã dứt điểm được một pha quỳ của mình, nhưng mà có vẻ là bên phía Ezreal hơi bị gọi là lơ là khi không chú ý nữa. Vừa rồi đó một pha khá hay của Nautilus khi anh ta sử dụng cái Q của mình để giữ chân tích lại, không cho tích nhảy vào bên phía Ezreal, nhưng mà hơi kém may mắn một tí khi AD đã hơi bất cẩn không để ý tới cái Q của Archie. Và đó là một màn dành cho tích. Ở đường giữa đang đánh nhau. Đó là một pha solo 1-1, chúng ta nên xem lại pha này. Đó là pha solo 1-1 giữa Victor và Rai. Chủ động lao lên luôn, chơi hết chiêu thức luôn. Và với cái thế melee như thế này thì làm sao mà Optimus đỡ đây. Quá hay, dành cho Destroy. Tích thì mới cướp được bùa xanh nè. Đường trên cắm mắt nhảy, né được sóng âm. Rồi luôn. Ezreal ơi, tại sao anh lại E lên như thế này? Thẳng mặt chúng ngay cái ulti của Varus, không thể nào sử dụng tốc biến, lại chết. Chết pha này là anh ta đã bị mất cỡ hả? Bao quay rip 18 CS. Tính luôn xe là 19. Khá nhiều. Con rồng đầu tiên nhìn ra bên phía Boba Marine. Dắt lao lên, có vị đằng sau. Tôn không trúng rồi, Lee Sin nó đá ra nhưng mà không sợ, không, anh ta không thể nào sống được. Vừa rồi thì QTV đẩy lên hơi xa, anh ta có con mắt tím nên anh ta hơi tự tin. Nhưng mà với cái việc mà tới đây thì cho dù Evelyn có dòng đường này, cho dù có phát hiện thì cũng chết. Ba điều dành cho hai đội.
khá là cân bằng. Cân bằng về chỉ số mạng, nhưng mà chỉ số lính thì bên phía Bo Marine nhỉnh hơn. Ở đường giữa nhỉnh hơn và đường dưới cũng nhỉnh hơn, đường trên thì nhỉnh hơn một tí. Mà thiếu cái việc mà Optimus đã chết solo kill vừa rồi với Rai thì hiện tại anh ta... Ồ, đường dưới chúng ta đã vừa mất một cái gì đó, phải xem lại. Đây là một pha Ezreal lại lên quá xa rồi. Sử dụng E rồi cả tốc biến của mình luôn, nhưng mà tạm biệt. Không may dành cho Ezreal. Vừa nãy là không có sự hỗ trợ của Nautilus thì không nên lên quá xa vậy, chỉ nên đứng ở phía bên này thôi. Trận đấu này hơi khó thở dành cho Ezreal đấy. Tại vì bây giờ mới level 5. Nếu mà không bên đây Evelyn không xuống hỗ trợ thì khá mệt, tại vì khi đó bên phía Tam Ken và Varus có thể đai chủ rất là dễ dàng với cái chiêu cuối của mình, khi mà Ezreal bây giờ không có tốc biến nữa, ngay cả đứng ở đây cũng được đó. Và ta định làm như vậy đây, nhưng mà đã có con mắt đây nên biết được. Nhưng mà như vậy Ezreal sẽ không thể chơi được. Đã vậy Nautilus còn đảo đi như thế này là không nên rồi anh ơi. Hay là anh ta kiểu như là ok bây giờ dưới thọt rồi, mình phải đi làm sao đó để mình giúp ích cho đội. Bạn có thể thấy Ezreal bây giờ là chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, lặng lẽ tổn thương, không biết làm gì cả. Rai bọc đằng sau kìa. Làm sao đây, anh ta đang lẻ loi một mình ẩu rồi Rai ơi. Rồi chúng chiêu cuối luôn, bây giờ làm sao đỡ đây. Chết rồi. Anh ta hơi ẩu khi vòng cái đường này trong khi đồng đội chưa tới cover được. Nhưng mà không sao, bây giờ lính đẩy vô thì Ezreal sẽ thở được một tí. Thở được một tí thôi. Nhưng mà không, Wolverine quyết định là không cho bên đối phương được quyền thở luôn. Họ tấn công liên tục vào đây để cho ở bên đây không thể nào mà ăn được chỉ số lính gì cả. Một pha dịch chuyển của Rai xuống, tốc biến kéo không thành công, tốc biến của Nidalee luôn, và tất cả đều đã thoát ra an toàn. Đáng lẽ Rai mình nghĩ là nên dịch chuyển vào trụ thì hay hơn. Quy chúng rồi. Evelyn đã đá được và đã giết được. Đó là triple kill dành cho Ezreal. Liệu có giết được Archie không? Không, có lẽ là không. Archie vẫn còn hai phát bổ trợ. Không đủ sát thương. Vừa rồi bên phía Wolverine gọi là hơi tự tin quá mức vào cái việc là đánh được chúng vào Nautilus, nên quyết định là chơi tới luôn mà không để ý là bay bên đây vẫn còn Rai và Evelyn vẫn còn ở đó. Trên đây giao tranh. QTV định vào cướp bảy golem, nhưng mà Jack đã biết được thì anh ta có con mắt tím ở đây, anh ta lao vào chủ động luôn và cướp lại được, giành lại được bảy golem của mình. Optimus thì có vẻ gọi là hơi thiên hướng farm nhiều quá. Nãy nguyên một cái pha mà ra dịch chuyển xuống dưới thì anh ta chỉ ở mít thôi, ở đường giữa thôi, giữa farm thôi, đáng đẩy. Nautilus thì bây giờ đáng lẽ phải nên lấy level 6 trước đã. Nếu mà cứ đi ram ở cái dòng level 5 vậy là giống như mình chắc một chiêu tìm bạn đó, không nên. Nên ra lane, hit level, lấy level 6. Và bên đây bắt được Tam Ken rồi. Tóc biến để làm gì anh ơi, cũng sẽ chết thôi. Ồ, vừa rồi là một pha dồn đâm rất hay của Ryan mà đáng tiếc là không đủ. Tí nữa thì anh ta có thể giết được tích. Trong phía bên này thì chắc là định cắm mắt rồi sau đó đai trụ QTV đây. Vừa rồi biết được tích ở vùng dưới thì ở trên chắc chắn là sẽ không có ai rồi, nên họ quyết định là đai trụ. Jack dịch chuyển lên của Victor. Jack đã chết bởi Lee Sin rồi. Lee Sin rồi, Evelyn chết luôn, và đó là Nautilus. Một pha đai trụ không thành công của bên phía AK Gaming khi họ hơi bị vội. Đây là gì? Jack đánh vội quá ở đây, trong khi Evelyn và Nautilus vẫn còn ở đây, vẫn còn kẹt ở đây, nên khi mà họ đi lên á
thì khi đó Jack đã bị mất quá nhiều máu rồi, ở đường dưới thì lao thẳng vào nhà luôn, lao thẳng vào chỗ qua luôn, giết được Ezreal. Đó là pha quy chúng của Achi và quy chúng của Tích rồi lao vào. 11 năm nhìn cho Boan Rin. Ở đường dưới đánh nhau nè. Đúng rồi, giết con cá chê đi anh em. Giết nó, hồi máu. Ulti chiêu cuối vào Achi, chính xác kéo. Rồi bên đây, quỷ diệt. Oh no. Đáng lẽ vừa rồi hai bịch thành viên bên phía AK Gaming á, họ nên đánh. Không lao khá hay. Họ nên đánh vào một mục tiêu hơn, một là Tamken, hai là Varus, tự nhiên hai người họ lại đứng ra hai bên. Nên cái sát thương dồn vào không đủ để một người chết, đáng lẽ họ nên dứt điểm luôn Varus trước để Varus không thể nào báo chiêu được. Rồi báo được Nautilus chết luôn. Achi và Red khá ghê. Kiếm ma Yomu, kiếm ma Manamun. Hai cái đều là kiếm ma. Kiếm ma Namun và kiếm ma Yomu. Dắt lên cho mình cái gương vô danh chứ. Sai rồi. Chúng ta nếu mà lên gương vô danh thì không thể nào mà đánh nhau được với Lee Sin đâu, tại vì nó không có máu. Và cái sát thương gây ra gương vô danh thật sự là không nhiều. Sát thương thật sự mà gương vô danh gây ra không nhiều. Ra tôi nghĩ là nếu mà nên lên tam hợp kiếm hoặc là có thể lên luôn cái cuồng đao đó, mọi người thấy cái sát thương gây ra hiện tại cũng vẫn không nhiều, mặc dù Lee Sin là đã mất cái sóng âm của mình rồi. Nếu mà chúng sóng âm thì có thể giết được, nhưng mà đây Evelynn chạy đi đâu đây anh ơi, chỉnh biệt sức đau cho Evelynn. Thế mất thì vẫn cứ trì trạc farm thôi, hơn thời gian à, 170 mấy lính. Chiều cuối tâm can ra rồi, quăng lao hụt rồi anh ơi, nhưng mà không sao. Ồ, sát thương vừa rồi của Victor hơi bị ghê. Một combo chẳng cay nè, nè rình rập nè. Ulti không, ulti chính xác bắn nè, quy một cái. Ồ, hơi chậm rồi. Rồi cuối cùng nó bị chết lại rồi, thiêu đốt đủ đam. Bên này tích tóc biến lên, giết điểm được, giết luôn. Có thể giết được nếu phi lâu chúng. Không chúng là lùi thôi. Vừa rồi Achi đã tính toán sai khi mà tham một hit đánh. Đáng lẽ nên chỉ nên đánh một hit thôi rồi sau đó sử dụng luôn EQ của mình thì tốt hơn. Vừa rồi tham đánh hai hit nên khi cái Q ra thì Ezreal đó khỏi cái thời gian khống chế của cái ulti và đó rồi, nên tốc biến né được. Rình đập tiếp anh ơi. Đúng rồi, hãy lên khai thác đi. Hãy khai thác cái chàng diễn viên múa này đi. Nhưng mà có vẻ như là Nautilus làm lộ liễu quá anh ơi. Lao thẳng vào tấn công Nautilus luôn nè, sóng âm, hụt rồi. Kéo cũng hụt nốt. Victor kêu là anh ơi, chim mồi đi em tới nè anh ơi. Bên đây thì rồi nha. Evelynn bị phát hiện nè, liệu có sóng âm vào không? Bay vào đập E combo nè. Không đủ đam. Rồi dắt bị găng bởi Victor. Ơ anh ta Bad Banner kìa, anh ta xịt đen kìa. Vậy là một pha solo chăng? Tóc biến luôn rồi. Sóng âm. Nè, tóc biến lên đá luôn nè. Tóc biến lên đá nổ lông cước. Tóc biến lên. Rồi không tóc biến luôn, rất cục xúc. Bên phía bên kia thì chúng ta nên xem lại pha đường giữa, đó là bộ đôi Varus và Tamken. Chính chiêu cuối rồi lên hai người kéo chúng Varus, mặc dù đã nuốt vô rồi nhưng mà đã bị dính combo của Rai. Vĩnh biệt 2-1. Vừa rồi thì dắt cứ nên chạy thẳng trước đi. Chứ Lee Sin áp sát được xong rồi cứ đá nhẹ thôi, không cần phải
kéo chúng rồi, combo bao bao đã dứt điểm được Victor, rất hay. Sau vài pha kéo hụt thì Nautilus đã dừng khẳng định được tên tuổi của mình. Sống âm chúng có lao vào rai không anh ơi? Hai đánh bốn tết không được, hụt rồi. Rồi rai tóc biến lên vào nhịp combo, Lee Sin lên cứu, Lee Sin cứu mà bỏ mạng lại, thật đáng buồn cho anh Carcada. Lee Sin đánh quá cống hiến cứu đồng đội để rồi cuối cùng chết luôn, không kịp tóc biến chạy. What the hell, vừa rồi là một pha hơi bị ẩu của Ezreal luôn. Làm Kenuti lên rồi làm gì đây, chả làm gì cả, đứng phá con mắt. Blue tích cướp Blue luôn, Archie kêu là anh không thèm ăn, không cần luôn. Archie hiện tại thì 240 sát thương. Cũng gọi là hơi bị đáng tiếc. Rồi luôn bị chúng chuột cuối rồi, bây giờ làm sao đây, chúng thêm cái lao vĩnh biệt. Hơi đáng tiếc là mấy cái mạng mà của bên phía AK Gaming ăn được toàn là dồn vào Evelyn không à. Dồn vào Evelyn thì không có ngon bằng Rai hoặc là Jax hoặc là Ezreal. Thế sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, kéo chúng không lao chúng, kiệt sức lao vào, không đủ sát thương. Nhưng không sao, Ken đã nuốt ra rồi. Sống không? Vẫn sống. Ở phía này dắt bực e lên bị Lee Sin đá rồi luôn, khóa tội nghiệp, double kill dành cho tích. Victor cứ chì chạc farm, anh ta quyết định không chơi với team, chơi một mình luôn, không có teleport, không có dịch chuyển, vẫn không đi chung với team luôn, chơi một mình. Anh chơi thì chơi tới chân mình. Bên này đang là 4-4. Evelyn phía sau kìa, tôi thấy Evelyn rồi, chờ tôi thấy cánh tay của bạn đi, ulti nè Evelyn. Evelyn rồi, bị phát hiện rồi, có lẽ là bị phát hiện rồi. Bị phát hiện chưa? Nautilus lao thẳng lên, ulti tâm Ken kéo rồi Xin. Evelyn ulti được 3 nhưng mà đã bị tóc biến ra rồi. Bây giờ ngậm vào, hay đã dứt điểm được tâm Ken, nhưng mà có vẻ là hơi đất bên đây tích nhằm nhè định giết Evelyn, nhưng mà anh ta tỉnh lắm, anh ta biết được điều đó, né thôi. Nào. Có một nạn nhân. Quỷ không chịu phóng lao trước đi, đợi làm gì. Rồi luôn, sóng âm lên. Không đủ. Vừa rồi có gì đó sai hết ta, sao lại không đủ cái lượng combo ta? Sao không combo được ta? Hờ, có con mắt ở đây. Mẹ cái gì ở đây, có nguyên con mắt rồi anh ơi. Nè, gặp nhau nè. Hẹn gặp nhau ở rồng, không kịp. Chung thì này mà nói về tính đúng thì tại vì thì mấy bạn này Academy họ kiểu do họ chưa phải là đánh chuyên nghiệp á, chưa có mấy cái kinh nghiệm về kiểm soát mục tiêu. Chung thì cho dù bây giờ chỉ số mạng có ngang nhau, nhưng mà thực chất thì cái kiểm soát mục tiêu của họ giờ đang rất là thọt rồi. Mà bọn mình thì hay đánh theo cái đánh đó nữa nè, nhất là mấy cái bùa nè, bùa đỏ mùa xanh nãy giờ là bên phía Boba học kiểm soát đó rồi đó. Optimus này nãy nó mới vô đây, nó ăn bùa đỏ, tích thì đang ăn bùa xanh dưới, xong rồi rồng. Chung nó đánh hiện tại lúc nào cũng vậy, kiểm soát mục tiêu quan trọng lắm. Nó không phải kiểu mà thắng giết người mình mới thắng, mà kiểm soát mục tiêu rồi từ từ mình đẩy vô. Cái game này á, mọi người hay bị lầm tưởng lắm. Có nghĩa là từ khoan của nhau đó, nhảy vô nửa cây máu nút đó, sự khó chịu của tâm Ken ở đây.
rồi, ăn được trụ dưới rồi, về thôi anh ơi. Hay, đúng rồi. Nhưng mà khá khó chơi này. Bên này bóc hơi bị khỏe, lên OT nhưng mà có vẻ hơi vội rồi, tại vì pha vừa rồi thì Rai vẫn chưa ra kịp. Tại vì Rai ngay cả muốn dịch chuyển thì cũng phải chạc trước cái chiêu của mình. Tóc biến đá nhưng mà không kịp rồi, tại vì hơi chậm và hơi xa. Vừa rồi có lẽ là QTV, đúng rồi, không có mắt trong người nên không thể nào làm được cái combo mà sóng âm, xong rồi bay vào, xong rồi cắm mắt rồi mới đá. Đi bộ vô thì hơi khó, hơi set chết luôn. Lại một lần nữa cách cadder của chúng ta đã lên bảng điểm số. Còn nói về nãy là như là nhiều người lầm tưởng á là game này phải giết người mới thắng, mà không. Cái game này á là phải phá được cái này nè. Phá cái này mới là chiến thắng. Nên cái giết người á thật sự nó không quan trọng đâu, cái này nè mới quan trọng. Làm sao để lấy lợi thế mà mình ăn được cái này nè mới thắng được cái game. Nên nhiều khi á, đừng có quan trọng cái việc rồi phải đi găng rồi đi giết người nhiều quá. Đánh kiểm soát mục tiêu á thì nó sẽ là lợi dành cho cả một team. Ôi, tà le dịch chuyển xuống dưới. Combo, combo Rai. Người ta yếu quá, combo không chết nổi Lee Sin. Mà Lee Sin đồ cũng trâu rồi, máu cũng 3.000 rồi. 2.500. Tâm Ken Doty lên. Tóc biến lên. Kiệt sức luôn, sao đỡ đây. Chúng thêm Wii của Archie nữa. Archie bên đây OT được, Adrian tiêu QSS ra rồi. Dắt cố gắng nhưng mà vẫn chết. Thôi, vừa rồi một pha quy trúng qua chi thêm lần nữa. Liệu có trúng không đây? Né, né được rồi anh ơi. Evelyn à, Evelyn làm gì đây khi mà đồng đội đã chết hết rồi. Thôi, cứ giữ OT ở đây, đừng xài bạn ơi, đừng xài bạn ơi. Ôi xài luôn rồi. Nuốt vào rồi có tóc biến ra không? Không có thì làm gì? Bên này tích lao vào cấu xé Adriel, Adriel hết tóc biến rồi, chuẩn bị. Dưới đây thì QTV đang quấn Evelyn. Thiếu một hit. Vừa rồi thì QTV nghĩ là anh ta đủ sát thương để dứt điểm Evelyn nên lạnh lùng đi ra, nhưng mà thiếu một hit. Cuối cùng sống luôn. Hồi vừa rồi là pha né như tôn có team hết. Né ghê quá, lạng lách ghê quá. Nhưng mà bị bắt rồi, nhưng không sao, không đủ sát thương. Dắt nhảy ra, tôn dĩnh biệt. Ô rướng kìa, rướng kìa. Không được rồi. Né cũng khá đấy nhóc. Vào rồi xứng đáng cũng nhận được 5 tỷ chứ chưa được 10 tỷ. Đó, mạng một lần nữa lại dồn về cứ Evelyn hoài. Nên hơi khó, đáng lẽ nếu mà Rai trang bị khỏe hơn tí nữa thì ok. Rai hiện tại cũng hơi yếu quá. Nếu bây giờ mà bên phía Bombardier mà tập trung, hiện tại tập trung là chắc chắn sẽ phá được nhà, phá được một đường. Tại vì hiện tại bên phía bên kia chưa có item thủ nhiều lắm. Nghĩa là ngoài trừ Nautilus thì có được cái gì chị sorry là kéo chúng là dắt bay vào OT luôn, chiêu phối luôn Evelyn. Dứt điểm được tích rồi. Đang rướng nhưng mà không đủ. Với cái việc bóc từ Varus cùng Nelly rất là khó chịu, Victor nữa. Nên nếu mà tập trung 5 năm thì bên phía AK Gaming hơi khó chơi. Thằng này nó cứ farm hoài à. Nó farm cho đã hay sao á, nhìn nó kìa. Đó, nó lên cái gì đó. Nó lên cái gì đây, đè bắt Linh Thanh à. Cũng được. Cũng ghê, được. Kéo chúng tâm Ken nhưng mà không làm gì cả. Họ đứng theo vô cái thế này, cái thế chết nè, cái thế này, cái thế bị bóc với lại OT của Varus nè. Đó, tôi nói rồi. Ngồi lên OT không có tác dụng luôn, sóng âm vô. Lao theo quýnh luôn, đá quá nè. Đá không, không thành đá luôn rồi, luôn đá, sóng âm, hụt. Mẹ chúng, bên đây. Tâm Ken solo luôn. Nút nè. Nút vào, két đem. Đúng rồi, két thì đừng cho mập năng.
đánh với Barrett là nghiêm cấm đánh mấy cái góc như thế này sao mà đỡ được, nó eo một cái là xì lô nguyên đóng, là làm chậm nguyên đóng, là còn cái OT nó dính lay lay lum la nữa. Cái thế mà địa hình nhỏ nhỏ là gặp team box là mệt lắm. Kéo không trúng. Đã Ken mày đi mày nút vũ hoài tao Ken. Sao không đi nút nó hoài đi em. Gặp nó nút đừng cho nó múa em. Cứ gặp em nút hoài cho anh. Cứ nút em quăng lên, em nút em quăng lên hoài đi, anh sẽ chiếu màn hình cho em nè. Quý. Đó, Ken OT thẳng đó luôn à. Định bóp chăng nhưng mà không được. Rồi OT trúng. Rồi. Làm sao để sống đây anh ơi, làm sao để sống đây, tan biến rồi, QTV lùa hết. Bên đây Optimus đã bị chết vì dắt đã tôn rồi. Nhưng mà tan biến rất khó. Tốc biến lên sóng âm mà không trúng, vẫn còn hết Ezreal còn sống. Mà Ezreal hiện tại thì cái lượng đồ này hơi ít, mới có 2.5 món. Cái cung xanh này cũng là cung xanh phân nửa thôi. Thằng giải thuật cũng phân nửa thôi. Rồi, thanh tẩy. Bị nút vô bụng thanh tẩy la liền. Không giết được. Né anh ơi, né hay quá. Nhảy lên à, bắn à. Quy nè, rồi quy không trúng luôn. Rồi luôn à, chia lát lên quy luôn. Dứt điểm luôn. Nautilus lao ra không có sát thương làm sao đây. Ừ bên này thì tích tới hết mana rồi. Tốc biến lên. Một mạng. Rồi luôn. Làm sao mà giết đây Evelyn. Thôi bỏ đi anh ơi, nhà kìa. Nhà thành cái sân bay rồi anh ơi. Gì vậy, lao lên đây chi vậy? Cho hơi chóc một cái. Hên là xanh nha, hên là đồ nhiều nha. Chạy thẳng đi mới xong. Trời ơi, lạng lạng làm gì. Có vài ba chạy thẳng đi. Nhà thành cái sân bay rồi. Còn mỗi cái trụ duy nhất. Thằng này tôi nói nãy giờ nó không có tác dụng rồi mọi người. Nó lao vô nó chết xong rồi nó đi farm rồi mọi người. Tránh xa những thành phần này ra. Ồ, đánh nhau à. Tóc biến lên, quýnh. E, trúng rồi, dứt điểm, chấm dứt luôn. Rồi Lee Sin anh ta dịch chuyển lên đây. Con mắt này, đá về. Đuổi theo. Đuổi theo, tóc biến lên một combo, thiếu một miếng đam, không đủ sát thương. Giờ với to không có R, nếu có R pha đó là đất rêu một nút nhạc chết luôn rồi. Nó là điểm mạnh của với to lúc mà full đồ. Tóc biến lên là một phát thì 2000 máu. Nếu mà làm đúng combo. Chính xác hết á, trúng hết á. Trận đấu kết thúc. 1-0 dành cho BM. Victory. Ủa có đánh tiếp không Ken? Chưa hot nữa hả? Ơ hiện tại thì chưa có hot nên mọi người đợi tí nha. Khi nào có thì mình vào. Nghĩ chắc là đánh nữa. Mới có một trận chưa gì đâu, phải đánh nữa thôi.
rồi luôn, nãy giờ nói cho cố vô tắt mic luôn. Oh fuck. Thôi bá luôn, thôi tập bá luôn. Hay, này. Đạo xanh nói cho cố vô quên. Tôi tắt chat, tôi đâu thấy mấy ông chat đâu. Tôi vừa mở chat tôi mới thấy là kêu là mở mic thua. Hỏi anh, nó mời vô kìa. Ê Ken qua đi hỏi, Ken cho anh đánh trận anh bóp mập với Ken. Ken. Ken đâu rồi? Tích qua cho ông Tích. Vô anh bóp mập rồi. Ô xanh, anh muốn bóp anh mập. Một ba một không chín sáu, hôm nay sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996. Chỉ có thể là như vậy thôi. Showmatch là một trận đấu mang tính chất giao hữu để cho mọi người thưởng thức. Mọi người để ý rồi, bắt đầu vô rồi. Chưa nói được thì vô đi nha, anh không có thấy chat đâu nha. Mình bị lắc chat rồi. When it's running low, I'll hit the road when you miss it. À, mấy anh vậy? Chân canh vậy? À đây nè. Tôi mời mọi người. Đó ai thích âm nhạc đó. Ok, lát nữa vào ra thì tắt cáp sau. Giờ cứ để mọi người đi trước đi. AKG là team AK Gaming, còn hiện tại là đánh Sky Gaming. Cái team này là team của phòng Netsky ở ngoài Buôn Ma Thuột luôn. Vừa rồi là AK Gaming là đội vô địch của giải Buôn Ma Thuột. Còn đội này là đội của phòng Nets. Tại vì nếu mà mình đánh á là mấy bạn chỉ được xem mình thôi, hiểu không? Để tắt nhạc luôn. Nghĩa là nếu mình đánh á thì mình stream trên máy của mình mà, nên mấy bạn chỉ được xem mình thôi thì nó nghĩa nó không có hay. Thì nếu mà mình spec á thì mình có thể xem được. Mình xem được hết tất cả luôn. Mình có thể xem được những thành viên khác như thế nào. Có nghĩa là nếu như mà ví dụ như vậy, tôi nói ở đường giữa, ví dụ tôi đánh đi, ở đường giữa đánh nhau hay đường trên đánh nhau, có giết nhau như thế nào rồi mình cũng đâu biết. Nếu mà tôi chơi tôi đâu có biết được, mấy bạn thì sao không biết là làm sao để giết, là solo như thế nào. Nên vị trí khán giả thì mình có thể coi hơn hết, giống như là giải đấu vậy đó. Thì mình sẽ bao quát được hết tất cả.
Archie với Kyuubi ai lớn hơn? Tôi nói Archie là cái thằng nhỏ mà mập mà ba gai. Mất ồ quá, cái này phải chịu không mọi bạn ơi. Phòng mà nó có cái cánh quạt mà quạt lọc á nên nó hơi gì xíu. Thấy không, nó lại đây quýnh mấy con màu pham pham đó mọi người, thấy không, nghỉ đi. Ta thiếu gì con chơi, nó cứ chơi mấy con chì chạc, nó vô nó ăn bãi gà, nó vô nó ăn bãi sói. Nó phải khi không đi rừng mà ít CS đâu, phải có những thằng như nó nè. Mấy thằng chì chạc này nè, cứ vô nó ké ăn bãi gà. Còn không, ví dụ lúc đầu á, tôi nói lúc đầu level 4, level 5 là cái tầm mà vẫn chưa ăn được full bãi gà, ấy bãi chim miếng dị đúng không? Vô nó ăn bàn nhỏ. Là mấy ông thấy mấy ông thọt hết 3 CS rồi đúng không? Xong đó, xong nó vô, thích thì nó vô nó ăn 2 con sói nhỏ. Còn về sau bắt đầu có blue, có màu xanh rồi á, hay là có một món đồ cơ bản rồi là nó ăn hết. Nó ăn hết, không chừa gì hết. Bên kia, hồ bên kia đánh nhau ghê à. Rek'Sai, Alita hay Kareem, tôi ép. Khá đấy. Rớt luôn, nứt màn hình luôn. Nứt không? Nứt vô. Như bị nứt. Nứt rồi anh ơi. Nứt mà. Mà này mà nứt miếng ngoài à. Chân đồ 3D. Sao mất không chơi mấy cái sát, mấy con sát thủ như dép đi lắm. Nói chung bị những con đó không hợp team bằng. Những con đó là nó nói chung thì nó mạnh, thì nó mạnh ở một số trường hợp nhất định thôi. Nhưng mà đánh team thì thường họ chuộng những con ở bên mết thì là team cũng vậy, chuộng những con mà đánh combat hơn. Ghế DS Racer của anh đâu rồi? Anh nói rồi, anh không bao giờ có. Ừ. Ngoài à. Cái này nó dán kiến mà mình. Kiến cường lực mà. Ừ. Ở đây mày nứt ở ngoài không em? Nó có kiến cường lực thôi phải không? Người ta đổi đi. Xỉu. Tháo tờ dán kiến mới đi. Gớt một lần nữa. Đi bụi luôn con. Mày cái tập phía sau của anh để thầy anh đồ lắm tin nhắn về chơi. Còn cái đứng là anh. Tin gì, nhắn tin. Ok. Bên đây Ray AD. Ai đó? Ray AD. Đây đây AD đây, AD đây, AD 3. Nói chung là nó ngựa, mọi người hiểu không, nó ngựa. Nó muốn cống hiến hết mình bằng cách là chơi 3 ở mọi vị trí. Tôi nói một lát nữa là mấy ông mà bên Sky Gaming mà nghe được lời tôi nói, dồn hết tất cả những cái gì mấy ông có xuống giết thằng này cho tôi. Mấy ông giết được thằng này là win. Bên kia là tại vì bên này sẽ mất đi vị trí sát thương chủ lực. Mọi người hiểu không? Giết nó. Một lát là nó thành phế vật ngay. Một khi mà thành phế vật là thành 4 đến 5 là win ngay. Rồi giết 2 luôn, giết 2 luôn. Rồi cơm anh đâu? Anh đang ăn rồi. Thua rồi. Em ăn với anh chơi game à. Vậy sao nãy ông nói anh xuống lấy. Quỷ. Dạ, lấy. Ừ. Trong thời gian 2 phút chờ đợi tôi xuống lấy cơm này.
vừa rồi các ông được vừa được chiêm ngưỡng đó là một thành viên không mới không cũ của Boba Marine mà trong bất kỳ cái stream nào cũng có, đó là BM ghế. Ok, còn 10 giây nữa bắt đầu trận đấu rồi. Mình vào trong rồi mình bắt đầu gì luôn, quốc luôn. Chiến đấu bắt đầu, Sky Gaming versus Boba Marine. Trận đấu đã được tạm dừng. Về đội hình hai bên đó thì hả, nói chung là vì cái con ba support này nên phía Boba Marine bị yếu thế hơn. Nó đánh là nó đánh lay, và nhất là Zeke với lại Fira là hai con cần trang bị mới có thể chiến thắng được. Mình sẽ đánh lay kéo dài trận đấu ra trừ khi mà ăn được quá nhiều mạng xanh thôi. Còn bên phía bên này thì đánh giữa game rất là mạnh, nhất là Ray. Ray hay Karim nè, Rek'Sai với TF đều là những vị tướng ở giữa game đánh cực kỳ khỏe luôn. Bò thì khỏi nói rồi. Để xem liệu sẽ có những pha nào đó gọi là Ken cắm cọc bóp Achi không. Ồ, bên đây Sky Gaming họ quyết định tập trung hết tất cả cắm mắt hụt rồi. Nhưng mà đã bị phát hiện là tập trung ở đây nằm luôn. Đi vào nhưng mà Achi đã rất lanh cắm mắt rồi. Nói chung cái con ba này rất là lợi khi mà đi đường dưới, mọi người để ý đi. Khi mà lụm những cái chuông này nè, khi lụm xong hết chuông á, là ăn thêm 5 con lính á, là đã level 2 rồi. Nghĩa là cái đợt đến đầu chỉ cần ăn là được level 2. Nên level 2 trước á, có rất là nhiều lợi thế, có thể đứng trên lính để harass người ta. Tại vì thành 2 chiêu rồi, 2 chiêu lúc nào cũng lợi, 1 chiêu chưa tính lên level thì nó sẽ tăng thêm lượng máu, lượng mana, lượng sát thương vật lý, giáp. Nếu mà tướng melee thì có thêm tiếng phép. Rồi đụng lên cái rim rồi, bật to luôn. Đục luôn, nửa cây. Để mình sắp team lại cho nó gì. Bên đây thì tích với lại Fiora đang cướp bùa xanh của đối phương. Đường trên thì tiếp tục là, ủa, đây là kèo này là kèo khó dành cho Hegrim. Ê lộn, Fiora, tại vì Hegrim đi với Fiora lấy thiêu đốt á, lúc nào cũng sẽ lợi hơn, luôn luôn lợi hơn. Bên đây định là sau đây cho Ray solo xong rồi cho ông này phụ. Coi chừng bị cướp nha, cẩn thận. Hay quá, không bị cướp, xém xíu thọt rồi. Vừa rồi thì là một pha tốc ăn red xong chạy thẳng lên găng Hegrim. Trong điều này đúng, tại vì Hegrim level 1 mà không có thêm cái sự phép bổ trợ nào hết mà bị như vậy là chỉ có chết thôi. Mà bên đây thì hơi lạ, họ khai triển chiến lược hơi lạ cho support đi chung với lại rừng luôn. AD solo dưới. Hệt tôi nói mùa xanh mùa đỏ là mệt, tôi nói red với lù bây giờ dễ. Tại đa số lúc mà tụi tôi đánh tôi còn chưa ăn red với ăn lù mà. Quen rồi. Nói mùa xanh với mùa đỏ dù khi bị ngọng, liệu nữa.
Red ăn luôn đó. Bác sai mò xuống, Ken đặt tường khá hay, cản được hai người bên kia. Bò thì mới level 1 thôi nên không có được gì hết. Trời ơi, bò level 1 còn nâng heo nữa sao đỡ đây. Đủ đam không? Một phát nữa đã dứt điểm được Ken. Rồi bò level 2 ơi, dứt điểm được xong rồi nâng TF hay quá, vào luôn. Đúng rồi anh ơi, tóc biến lên, tóc biến lên. Đúng rồi, giết, giết thằng mập. Hai sát dành cho bên phía Sky Gaming. Con Ray này mà đừng để nó xanh thì tôi nói trước rồi. Con Ray mà nó xanh lên nó bắn cả thế giới đó. Rất mạnh. Đường trên thì với cái việc mà bị phích lút vậy á, là giờ là xong hay cream rồi. Đi hết nổi rồi. Dích lo thẳng cho Ray. Bấm TF. Này là đồng đội nè, đồng đội thông báo rồi TF không có tóc biến nữa nên mới có thể đánh được vậy. Bò cũng không có tóc biến nè, chuẩn bị mới sống ăn mà chưa có. Hay quá, đúng rồi, đúng rồi, giết hai nè, quy đâu? Rồi luôn, Ray chưa có quy hả? Nói dây hai người đưa ra dịch chuyển xuống, giết được chân đồ, tích bay vào, tích sắp chết, còn một hít chạy được rồi luôn cuối cùng chết lại hết luôn, bay vào luôn. Đứt một kêu nhìn cho ba, mặc dù cái lượng sát thương gây ra hơi ít. Cái này là do lúc đầu nè Hegrim á bị chết hết lốt trước nè, chiến công đầu trước nên xài tà le lên rồi nên giờ không có tà le. Nếu mà nãy có Hegrim mà tà le xuống luôn á là đánh 4-4 á thì bên phía Sky có thể thắng. Có nãy giờ tắt cam để ăn mà đâu phải là gì đâu, biết mà, biết là không có cam mà. Trận đấu bắt đầu trở lại thế yên bình này. Ông nhiều khi tôi thấy ở chi chơi này cũng đúng, nhìn cái con này nó cái dáng vẻ nó cũng cái kiểu lôi thôi lắm nè, nhìn nè. Cũng có bụng như người ta chứ bộ. Không sâu vào bên phía bên trong. Hikarim ơi, phải lên thủ chứ. Lên đồ sát thương là quýnh không lại Fiora đâu. Phải lên giáp xong rồi rớt thẳng tim băng luôn. Giờ còn lên đam nó là quýnh không lại. Đó. Có gì sao chơi. Gì sao chơi. Thấy rồi nha, sống không hụt nha. Rất sai. Rồi, rất sai biết rồi nè. Chơi luôn anh ơi. Heo quá nè. Tóc biến anh ơi, rồi luôn, không có tóc biến luôn, vĩnh biệt. Để cho em tới làm được gì đây cho đời đây. Thôi cái rim mới level 5 mà không làm được gì đó. Dưới con đánh lộn nè, chuẩn bị con đánh nhau dưới nè.
cuối cùng ba lên lại đồ đồ gì tôi nói dây không trúng hai nhưng mà cũng trúng được Ray, đây là trúng được Alita bắn à. Tức xuống, bỏ combo rất hay, cứu được AD rồi. Dù phải bỏ mạng là nhưng mà cũng hay. Vừa rồi nhờ có bỏ combo như vậy á nên AD mới thấm được. Không hơi là đi xin tới rồi. Rất là đang mòn đường trên, có mắt rồi. Làm sao mà dứt điểm đây, đủ đam không? Đủ sát thương, dứt điểm được rồi luôn, không đủ luôn. Đã đủ. Vừa rồi thì nói sao ta, hơi sớm hay cái rim hơi vội. Đợi Rek'Sai vào thêm một miếng nữa rồi hãy ulti để cho thành một cái combo, một cái bộ chiêu luôn á, đứng hình liên tục luôn. Nãy vội quá, ulti hơi sớm, chắc là sợ phiêu ra flash. Mà mình nghĩ là với cái việc ulti mà ulti đứng melee tới bên ulti thì Kren ulti khó né lắm. Nghe nè. Rồi, quá fail của Ken luôn. Mọi người thấy không? Nó lại trì trạc nào. Tôi nói một khi mà hoàn thành được một cái bộ trang bị với cái bộ xanh, cái lưu á, là bắt đầu lính là của anh ta. Chì chạc. Mình thấy cả game mình tổ chức ăn rồng. Bên này mặc dù biết nhưng mà cũng không được làm được gì. Tại vì khi nói game top rồi. Té vô tay xuống. Chúng ba. Xui quá, nãy Ray quy trúng nhất tường rồi, không có trúng được gây hai lần đam. Cho con ba lao theo luôn ơi, đúng rồi. Hơi tiếc. Té mà nhanh hơn xíu, nhích ra một miếng là giết được con ba rồi. Bên này thì Kareem hơi bị tội. Không được ra ngoài trụ để farm luôn, bị đứng ở đây luôn. Ô vừa rồi thì Rek'Sai. À có lẽ là chia đứng trong Metale. À ham giết, ham hố giết nên bị Rek'Sai giết lại. Còn trên đây thì khỏi nói luôn, cái Grim quá khổ. Rek'Sai không để ý chứ thực ra Rek'Sai thấy rồi. Rồi làm sao đây, sống âm hộp luôn. Tung lên. Rồi cái lượng sát thương gây ra kìa. Ray đâu vào, đỏ ngay cái góc đẹp kìa anh ơi. Rồi xui quá luôn, không đủ sát thương luôn. Bắn được hết nữa ulti là chết rồi. Góc mà nghe từ là cái góc đẹp của Ray. Nè cái chiêu quyền nó giờ mạnh lắm. Cái đam quyền nó gây full đam á là mạnh hơn cả ulti luôn. Nè khi nó gây 100 đúng không? Giật về nó gây thêm được 260 mấy đam nữa, chưa tính cái scale nha. Là 360 cộng 360 đam gốc á là 360. Trong khi này nè, cái ulti đam gốc chỉ có 250 thôi. Nên quan trọng Ray á nó đánh mà nó vô được thế mà vô vách tường á, nó quy một cái giật liền á là đam cực kỳ to. Nè 2 đánh 1 nè. Không
không đủ, không đủ rồi. Ổng dịu nè anh ơi. Ở đường dưới vừa đẩy được về nhưng mà Lee Sin tới rồi. R đâu anh? Trời ơi, ta R chậm quá. Không sao, được heal sống rồi. Được hồi máu sống. Cái gì đó? Fikri mới dịch chuyển kìa, chim mồi. Đúng rồi, bắt mồi này này rồi, nó hết tóc biến rồi. Từ chúng ba nè, liệu có nối dây không? Không được. Bị làm chậm rồi. Ồ té mày đánh cống hiến quá nè. Đánh đúng cống hiến rồi lên yêu sách rồi vài năm rồi thêm áo vải nữa. Cơ động thủ khỏe rồi. Mà black mà không xanh bị ép vô khỏi farm nữa là hơi thọ tại vì không có sát thương. Bên này thì với sự trì chạc của mình 174 CS. Rồi bắt đầu vô tiếp bảy gà tiếp. Bảy gà xong rồi ra len bảy nữa xong rồi về nhà ăn bảy sói xong ăn len đó cứ vậy đó. Nói chung mọi người hay thắc mắc là tại sao bạn xé được nhiều á là do chơi những con tướng thứ nhất là có thằng Lyrip được nhanh mà không tốn nhiều mana. Thì khi đó nè cứ đẩy hết một cái đợt lính ở đường á đẩy rất là nhanh đó. Thấy không? Quy thêm cái nữa là chết rồi. Rồi sau đó tranh thủ thôi, ví dụ như xong bãi này thì có thể đi về nếu mà hết mana. Còn nếu vẫn còn mana thì xuống ăn bãi gà. Thường ăn bãi gà xong ra đẩy thêm một đợt ở giữa nữa, xong vô đây ăn sói, xong ra đẩy thêm đợt ở giữa rồi đi về. Có nghe muốn farm nhanh á mà không bị mất gì hết á, từ trên top đó. Rồi luôn hất tung bị cái W đỡ cái hất tung của Redside rồi, dứt lên tè le lên. Bò tôn chúng ba, tóc biến chạy. Chạy được ai chạy đi anh ơi. Nhưng mà có vẻ là chết hai luôn rồi. Nè Ray tới nè, liệu Ray làm được gì đây? Ôi còn có nửa cây sao đỡ. Hay. Hay. Đánh luôn, BK luôn. Nè. Nè có ai có quy nè, chuẩn bị nè. Rồi luôn. Ráng lên ơi, ráng lên ơi. Nó cục xúc đó. Hay mà thiếu máu quá. Rồi luôn, hay cream tà le ra để chết luôn chứ làm được gì đây. Chúng tôi nói với cái góc mà tường á là góc yêu thích của Ray luôn. Cái lượng sát thương nó gây ra cao lắm. Tôi ép chưa cưới, tôi lại. Rồi bài đỏ luôn, mà không sao giết được rồi. Liệu có theo không? Có ai có tóc biến gì không? Không có, bỏ thôi. Điều ra, chuyển ra. Đứng nhau nè, lao vào nè. Có bị vậy nữa hả? Rồi bò hết ulti rồi sao bò sống đây. Ulti chúng TF luôn. TF có tóc biến. Rồi luôn Achi lát tôi chúng hai luôn. Hai cream ra quẩy TF lát lên. Không đủ đam. Múa quá rồi luôn dứt điểm luôn. Không phải công nhận đánh 3 hay. Nãy giờ tôn 2 không. Phải công nhận điều đó. Mặc dù tôi rất khát ghét khi nào khen mày mà đánh ba hay nói dây hai không. Bút chớp lưu ra đó.
mục tiêu ăn hết xong rồi ăn lưu xong rồi rang rồng luôn. Có thể là về đi gen. Xem nâng chiêu lung tung được kén không, mắc cọc, mắc cọc để lấy cung đào. Bên đều không có dịch chuyển, này là 4-4. Bỏ đi, không muốn được đâu, đừng để nó bốc rồi luôn. Hay quá, bò hay quá, đúng rồi, cản đi anh ơi, OT lên rồi lui lui. Bánh pha này là sai đó, chạy đi rồi, đã sai là cùng đường rồi, không còn đường chạy nữa, ở lại luôn. Hay quá, bò anh hay quá, nãy giờ tôi thấy bò anh hay cực hay luôn, bắn hết nè. Ray, bắn hết. Bò anh hay quá, một gọi là một chàng phục. Pháo tay dành cho bò đi mấy ông ơi. Alita anh quá hay. Một pha đây cứu được AD. Hai pha ở đây chứ. Rồi một pha vừa rồi ở đây, và một pha ở đây nữa, đánh cực kỳ tốt. Rồi Ray khoan đã, sao Ray lên cái này trước rồi. Để level lên thêm một món đam nữa. Thích thì có thể lên lên chì gai. Rồi bật chiêu cuối lên 3 vô tóc luôn. Hay quá, bên này lanh nè, tỉnh, đợi phiêu ra xài đúp rồi mới quýnh. Hay. Rồi luôn một pha đập đầu vào tường của Kim TV luôn. Nãy giờ cứ bị cái đúp của Phil ra phá chiêu rồi, đã bắt đầu rút ra được bài học kinh nghiệm. Không nên, cứ từ từ nhử nó đúp. Ray này lên này trước cũng chưa ngon, nó lại phải lên thêm một món đam nữa lên kỳ gai. Tại vì bên kia cũng có dít với ba nè. Một tay luôn, đúng rồi. Hay quá, bò lại một lần nữa hay kìa, combo trúng hai. Cancel được Lee Sin. Bắn luôn, bắn luôn. Rồi, đúng sao để ulti trúng hai rồi. Bên này Rek'Sai đang dí Lee Sin, còn một hit nữa. Được không? Được rồi, chết được Lee Sin. Ờ, vẫn chưa chết hả? Bên đây Ken bị chết rồi. Ba cũng dứt điểm luôn. Bò đánh quá hay. Quy trúng nè, né nè, né nè. Ôi Phiêu ra dịch chuyển xuống hút kèo à, đi bộ từ nhà ra cũng phải dịch chuyển luôn. Chạy anh ơi, chạy đi, đừng chạy đi, đừng mà. Tại sao lại bắt bò phải cứu nó vậy, chạy đi. Đã sai tới kìa. Rồi luôn. Không mấy ông mà ông Hecarim này hại ông bò chi, hồi nãy lui đi là bò nãy giờ tè le về, người ta đánh hay mà để người ta chết. Rồi chấp 3 luôn. Chấp 4 luôn. Chấp 4 luôn. Bị chủ bắn rồi. Chân đồ tới. Rồi tép bài đỏ luôn rồi. Bài đỏ sao chơi rồi, chủ banh luôn rồi. Kill TV. Yeah. 4 sát. Cái chết thứ 5 quét sạch. Con Phil ra đang xanh nè, nãy về thì về luôn đi, cứ đứng nó lại chi. Làm chết con bò luôn. Alita đang chơi hay mà để chết quá buồn. Ray thì lên đồ thủ sớm quá.
Phải thêm một món đam anh ơi. Nhớ làm sao có thể giết bò được như vậy? Ủa tí ra hay kiệt sức hay nói tôi chấm bông Malita này mà rồi luôn thiếu một hít luôn. Rồi luôn tích nó vô dứt điểm bông bò của tôi rồi. Vừa rồi là kiệt sức được cái pha hít đánh thường của Achi nè nên mới không chết. Không mà cứ mở đi, ví dụ mà lắc thì thôi lắc tắt. Phải không, nếu mà pha này mà Ray mà lên thêm một món sát thương nữa là bảo đảm là quá ngon rồi. Hơi bị thiếu miếng đam, lên cái tay gấu với lại cái này sớm quá. Lên thêm chì gai nữa, chì gai ngon lắm, chì gai nó có xuyên giáp nữa. Ê lộc, ờ đúng rồi xuyên giáp. Đỡ được cái lượng đam gây ra của con bay với con dít. Mấy ông thấy không, tôi nói thằng này nó chơi với lính không à nè đó. Đẩy mít xong vô nó ăn cái này. Xong rồi đẩy mít đợt nữa xong vô nó ăn cái này. Mày chơi với lính, nó chơi mình không à. Không có nên chơi với nó. Lần sau á, ví dụ mà nó rủ đánh custom mọi người đừng chơi, tại vì nó chơi mình. Rồi nha, đi đâu đây anh ơi, dứt điểm. Bò né ba ngon 25 cành. Không biết trên Buôn Mê Thuột có đó không à. Chứ Sài Gòn mình giờ bò né ba ngon là bao nhiêu luôn á. Tôn chúng lui hên ơi, đừng để đặt cọc hay quá. Né sóng âm, né hết tất cả luôn. Đúp ra nè. Ở nó ulti rồi, né luôn. Rồi luôn. Chạy, vỡ trận rồi, chạy thôi. Ulti, hay, né được hết rồi. Chạy mấy anh ơi. Ray đang định lên gì đây? Điều đen trắng. Điều đen trắng. Mà bây giờ giết nó 4 món rồi chịu sao nổi. Giờ nó quy chúng cái là nửa cây nè, nửa bóng máu luôn á. Không, Ray thì ở châu. Không tới. Khốn quá mấy anh ơi. Đó này là cái thế. Thế này được phải lao ra bánh luôn. Chứ không thể nào để gì đâu, để gì chịu không nổi đâu. Đúng rồi, lao ra luôn, đúng rồi, hay. Mấy ông này là tâm linh tương thông với tôi là mặc dù tôi trễ 3 phút. Bò hay quá, John 2 luôn. Nè né bò ơi, né để sống bò ơi. Đừng chết bò ơi. Đúng rồi, về. Né, ừ. Bò thiệt. Thích là tôi chấm rồi đó, chịu con bò rồi đó. Thôi về đi, đừng đứng đây nữa, mới chết đó. Về đi ghé nó kiểu nè, ủi ra nè. Rồi là mất cái ủi luôn rồi. Rồi để quy chúng hai luôn rồi. Ông Hegeri, ông Hại, ông Alita chết rồi. Trời ơi, đam rồi. Sát thương của Nguyễn Dích nó... Ê, xin lỗi. Sorry. Tôi bấm nhầm. Tóc biến ra. Không đủ đam dứt điểm rồi. Đừng để con ba đánh chay đầu lắm á. Phiêu ra lao vô hút kèo. Chuối nè, một trái chuối, hai trái chuối, ba trái chuối. Triple kill dành cho Phiêu ra. Quét sạch. Hồi nãy đáng lẽ đánh tới đây á là hết hết defend nổi rồi, nên về nhà thì gain hết đi cho full máu rồi ra quýnh. Chứ còn cứ rướng chày cối đó còn có nửa chưa tới nửa máu nữa là chết. Vừa chết vừa mất cả lính luôn.
TF như nãy mình nói TF luôn rồi, cho nên bây giờ cái sát thương gây ra hơi bị đuối nè. AB mới có 330, 31 à, này chắc 700, 616. 616 là do bây giờ nó có luôn thành 667. Bây giờ Mastery nó không còn cộng AB nữa. Ủa tay nào có nhiêu máu? Đó! Thấy ơ, sao đỡ? Ray nửa cây, TF 2 phần 3 luôn. Quy chúng không? Rồi hụt luôn. Ồ, sát thương của con kia nó gây ra kìa. Hay quá, TF vừa rồi hay. Pha đó là tích nó R con này để trúng con TF để giết á. Mà TF biết gì nên đồng hồ, hay. Tan biến rồi. Giờ bên này bên Timboa đang hơn đồ dữ quá rồi, không có đỡ được nữa. Giết, đúng rồi, giết nó. Rồi nó không giết được luôn. Nó vẫn sống rồi mọi người ơi. Hay, tắt biến quýnh luôn. Rồi, vĩnh biệt. Đúng không, phép giờ gây đam yếu quá. Nguyên không có mất máu nhiều. Nếu mà Ray nãy chịu khó lên thêm miếng sát thương thì chắc là ngon hơn. Ray ra, làm được gì đây? Ôi thôi xong rồi, chia đôi cơn mơ rồi. Chia đôi cơn mơ luôn rồi. Rồi, đưa ra hấp mana, chuẩn bị. Bên này không có sát thương. Bên này Herin tăng, bò cũng tăng không mà không có đam. Gây đam hơi lâu. Bà tới nè, thần ba tới nè, ulti Ekrim. Chỉ trúng một thôi, bò vào ulti lên. Combo trúng cho ba, nhảy lên, vô. Rồi luôn bị cái E luôn. Hành trình kỳ diệu. Ekrim nhảy vô lại. Rồi những ulti chết luôn. Bò về đi bạn ơi. Không sao ơi, Ray tới kìa, có tóc biến không? R giúp điểm được một người. Bên đây vẫn đang nén hướng chạy, mà chắc không xong rồi. Chỉnh biệt thôi cho riêng. Tiếc cho Ray hơi rộn với tóc biến. Tóc biến nãy pha trên top với Optimus rồi. Không, tóc biến qua đây quyền cái là chết. Xong rồi đánh luôn, đánh chung với team được. Ba rồng. Bây giờ có thể là tích nào, bây giờ tích lại mít cũng end game được nữa. Còn tại con dít nó full đồ rồi. 700 mấy AB. 820 luôn rồi. Có ba rồng rồi hả. Thêm cái thuốc nữa. Bây giờ thêm bùa xanh vô nữa là lên được gần 900. Có 806. Giờ đẩy hết xuống dưới dãy hết là xong. Mất thôi, nó dây trúng rồi. Rồi bây giờ con này không phải là con súp bọt nữa, là con đó là con gì rồi. Ulti trúng môn. Ekrim trắng cay. Đưa ra lao vào dứt điểm. Đã dứt điểm được double kill nhìn cho Ken. Có chiếc một kill không? Không. Mạng nó là ba đang nè. Trận đấu chấm dứt. Chưa, bên này đang có vẻ đang muốn khiêu khích đối phương bằng cách nhảy múa tung tăng.
lao vào một đứa xác định. Bởi tôi nói những thành viên mà 95 team tôi nó chậu lắm mọi người thấy không, nó lao thẳng vào nhà người ta nó chơi vậy đó. Một thằng 95 lao vô với thằng 95 đặt cọc để cản 95 kia lao ra. Cũng dân 95 hết mà. Đó, từ hóa vàng. Bỏ combo 5 á. Bốn rồi chứ quên, Lee Sin nó chết rồi. Rồi sai lao ra, làm được gì không? Rồi Archie chơi bảo tàng tính mạng quá luôn. Phá nhà luôn. Chiến thắng. Dành cho Warmarine.